đằng sau của những cái lý do mà có thể kể được, bác sĩ sẽ kể thêm những cái lý do rất là hài hước là vì sao mình đọc sách và trong những cái thời điểm nào mình lựa những cuốn sách nào. Giả sử như khi mà mình buồn hoặc khi mình có chuyện không vui á, bác sĩ rất là thích đọc chuyện hài. Và đôi khi nghe cả những cái audio của chú Nguyễn Ngọc Ngạn ở trên Paris by Night. Bởi vì khi mà nghe như vậy mình quên đi cái buồn và nó mang đến cho mình những cái ngôn từ tích cực, cho nên bác sĩ đọc. Hai đó là khi mà mình stress, mình không có ngủ được thì bác sĩ lại lựa đọc những cuốn sách tâm lý rất là khó để hấp thu. Vì thực ra đơn giản lắm, khi mình đọc những cuốn sách đó mình không thể hiểu được hết và mình cũng không thể đọc chi tiết từng từ được và làm cho mình đi vào giấc ngủ một cách dễ, mình ngất xỉu đi trong ngôn từ, thì cái điều đó là có thiệt. Đọc sách giúp mình ngủ ngon hơn, bởi vì đơn giản thôi, lựa những cuốn nào đó mà ngoài tầm của mình hiểu và đọc, hoặc đọc những cuốn kinh Phật đi cũng được các bạn, những cuốn sách nào mà đó mình nghĩ là nó ngoài tầm của mình thì lúc đó ngủ rất là ngon. Đó là một trong những cái cách mà mình nghĩ có thể chữa bệnh luôn.